Sau phần thi đi tìm đồ ăn ấy, thì đội Mao Đệ và Tiến Vượng được một phần sườn này, thịt bò Mỹ này và dâu mực nha mọi người nhá. Và bên này thì cũng không kém phần long trọng, đó là tôm biển, dâu bạch tuộc và bò Mỹ. Mỗi bên sẽ làm ra một món ăn nào đó thật là ngon và đẹp thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Mao Đệ đã nghĩ ra món gì chưa? Bọn em sẽ làm hai món đây ạ. Hai món. Hai món hộp một đó là sườn xào chua ngọt. Rồi. Với cả dâu bạch tuộc vòng quay. Ok, còn hấp. Bên này à mà thôi. À sẽ để các đội tự làm và sẽ không hỏi là làm cái gì nữa. Và để tăng thêm phần kịch tính cho cuộc thi thì giá trị giải thưởng sẽ tăng lên gấp đôi nhá. 10 triệu đồng dành cho đội chiến thắng nhá. À, bây giờ hai đội bắt đầu đi. Những cái đồ ăn lấy được ấy, thì sẽ là của riêng. Còn mắm muối mì chính và gia vị như kiểu sả này, rồi lá chanh ớt rồi đấy, tất cả gia vị ở đây đều sẽ là dùng chung. Hai đội sẽ chia nhau ra dùng nhá. Còn những cái đồ này là của riêng. Okay. Phải giữ lấy mà dùng. Rồi okay. Bắt đầu. Với đầu bếp mà gọi là mới vào nghề thì Mao Đệ quyết định làm cái món đơn giản nhất, đó là sườn luộc. Sườn xào chua ngọt. Xào chua ngọt. Cái này là luộc. Thế là bò Mỹ tôi à? Bò Mỹ để chuyên cơm. Và Tiến Vượng đang lựa chọn cái đồ đoạn ngon nhất của phần sườn. Đấy là cái đoạn sườn trên. Ai xà. Rất là ngon. Tuyệt vời nhá. Đồ của anh em mình mua đa số là đồ tươi và một số là đồ đông lạnh. Tại vì ở đây hải sản không có đồ đông lạnh, còn số 4 mà chưa ai bốc, không ai bốc dính, có một con cua hoàng đế ở đấy không ai bốc dính trắng. Thật không? Thật, tí nữa vào mà bới mà xem. Các đội bên này sẽ làm món gì đây? Em làm món bạch tuộc, món dâu bạch tuộc chiên giòn. Dâu bạch tuộc chiên giòn á? Dâu bạch tuộc chiên giòn. Làm kèm cẩn thận rồi nhá cả... Thất bại là hỏng luôn đấy. 10 triệu đấy, hôm nay phục thù là hôm nay em chắc chắn phải phục thù lại rồi. Hôm trước mất 13 triệu 2 rồi. Hôm nay phục thù lại lấy được 10 triệu là... Hôm trước đâu là của mình đâu mà mất đấy. Coi như là mất đấy. Dâu bạch tuộc nhìn rất ngon nhá mọi người nhá. Nhìn nó cảm giác là muốn ăn luôn rồi ấy. Nhưng mà không biết là mình ngửi thấy có mùi mặn mặn. Bên dâu bạch tuộc là đồ ăn hấp dẫn quá. Là đồ biển ướp, ướp đá mang về đây thế nên là vẫn có mặn. Bên này thì được cái hưởng cái lợi thế đó là đồ biển nhìn rất đẹp và ngon. Còn bên này thì được cái lợi thế đó là món sườn và món dâu bạch tuộc. Dâu bạch tuộc cũng rất là ngon. Dâu bạch tuộc hấp lên thì nó màu sẽ cũng đẹp như bên kia. Lấy một dạy nữa. Một dạy nữa. Hết rồi, bọt rồi. Hết rồi. Thôi. Còn hai đội không dùng đến bò Mỹ à? Cứ bỏ cho chó nhá. Đây, bỏ đi, kinh quá. Hôm nay mình chuẩn bị khá là nhiều đồ, thế nên là các đội làm sẽ không hết đâu. Nhưng mà tùy các đội sẽ làm ra cái món ăn nào đó hợp lý nhất. Mì chính trong lọ, đấy. Không cho muối nữa. Chuẩn đấy. Đó là thắng rồi. Không phải là cứ đồ ngon hơn mà thắng đâu người. À tự sao thấy, tự cảm thấy là bên này yếu thế à? À biết em đấy. Bên này ta nhìn đồ tươi lắm mọi người. Người ta phải qua nên bàn tay chế biến khéo léo. Phải không? Chứ bây giờ mà cho Mao Đệ cái chỗ này chắc là không mang gì cho chó ăn. Bên kia toàn chọn những việc ăn nhạt nhỉ. Tôm gì tôm luộc. À tôm gì tôm rán. Còn bạch tuộc gì bạch tuộc cũng kiên trù. Nghe nó đơn giản quá nhỉ. Gia vị của Mao Đệ đang chuẩn bị gồm có chanh, tỏi. Gì nữa không? Ớt. Ớt đâu? Ở trong này chắc, nói chung là trong này đầy đủ hết, đầy đủ gia vị. Hai đội muốn làm món gì cũng có. Đó. Anh ơi, cả mấy cả bạch tuộc của bên đội này nhìn
rất là ngon nhá mọi người nhá. Ướp gì đấy? Hả? Cho cái này vào Caribou à? Caribou nữa. Thơm. Bột chiên giòn à? Nghe nghe có vẻ sai sai rồi đấy. Đang đẹp nhìn lại thấy mất đẹp rồi đấy. Không. Phải chiên lên mới biết được chứ. À. Thế là mỗi món bạch tuộc à? Có tôm nữa chứ. À tôm. Bạch tuộc ở dưới biển nó là vua nên là phải có đàn tôm đi theo là lính. Karaken. Biết con Karaken là con gì không? Chim con bạch tuộc khổng lồ ấy. Ok không? Bây giờ cho luộc nhé. Hả? Cho chiên trên cái này nhé. Luộc qua đi, luộc qua đi. Rất là chuẩn bài. Máu đệ làm món sườn xào chua ngọt khá là chuẩn bài nhé. Vừa xem trên mạng đúng không? Không, em cũng đam mê món đấy mà. Anh à, đưa em mượn chai dầu đây. Làm món ăn gì mình phải yêu quý và yêu thích nó thì nó mới tâm đắc được mà. Nó phải thật sự là... Nó phải là như thế. Như thế. Nguyên cho hỏi bên đội mình làm cái món rau bạch tuộc thì bóc tỏi làm gì ạ? Em làm kiểu là bạch tuộc này nó phải sống ở vùng nước mặn. Đấy, nên là nó chưa biết được cái vị tỏi nó như thế nào. Em phải cho nó thêm... thôi cái này tí nữa... Nhìn sang bên ngay. Nhìn sang bên ngay. Okay. Tiết lộ trước. Đến Mao Đệ lỏng okay. Lắm. Mình cười. Mao Đệ thì đang rất là chi tiết nha mọi người nhá. Nhìn nó còn thái tỏi nữa cơ. Dập bố nó ra đi là xong. Nó bị đàng hoàng ấy. Đấy, còn thái tỏi. Kinh quá. Nhìn bắt đầu thấy bên Mao Đệ... chuyên nghiệp đúng không? Có tí lợi thế là biết nấu ăn đấy. Quan trọng là kỹ thuật luôn nhỉ. Quan trọng là lúc ăn thôi. Trần qua xong rồi gì nữa? Cho rán à? Rán. Có lại là bí mật. À, được. Món này ai chẳng biết rồi. Sao lại ai chẳng biết? Mỗi tay mỗi cứ lên. Hôm nay là chưa quy trình nấu đang ngon. Đúng rồi. Tiêu chí là ngon 7 điểm, đẹp 3 điểm. Và bên này hôm nay là không làm món ăn độc lạ dị đâu nhá. Thế nên là ngon ngon và đẹp tới đấy nhá. Đừng có làm độc. Độc hay lạ khó ăn lắm. nghe độc thì không biết nhưng mà lạ thì có lạ đấy. Rồi. Lạ rồi. Nhưng mà không tính điểm lạ đâu. Trần qua thôi các bạn. Cái này xong rồi tí nữa cho vào rán nữa. Trần nó sẽ đỡ hôi. Và đỡ cẩn trọng. Đỡ ngấy, nhìn ngon nha. Sườn ngon chưa? Nhìn chỉ muốn ăn luôn này. Chiên không à? Chiên không à? Chiên không thì làm nước sốt thôi anh. Thế thì giá tỏi làm gì đấy? Làm nước sốt. À, nước sốt à? Hiểu rồi. Kiểu ý định của bên kia rồi. Ông Tống tất vào thì lại còn. À. Mình hiểu ý định à? Tốt thế, cho tất một mẻ đảo nó. Từ từ, đã không cho hẳn vào thì thôi. Đôi này nhom nhem nhé. Nó tất cái kia vào đổ một mẻ rồi xong rồi còn làm hai mẻ. À, nghe bắt đầu có vẻ đẹp mà hiện lên rồi nhá mọi người nhá. Nhưng mà ngon tính 7 điểm, đẹp 3 điểm. Hay là 50-50? Quan trọng là ngon đấy nhỉ. À, quan trọng nhất ngon đúng không? Đẹp 2 điểm thôi. Đẹp 3 điểm. Còn Nguyên đang chế nước sốt à? Nước sốt anh. Nước sốt kiểu gì đấy? Nước sốt kiểu Việt Nam mọi người ạ. nước sốt hải sản này. Nước sốt hải sản của ông gồm tỏi, ớt, mắm muối mình chính à? Nước sốt kiểu Việt Nam anh ạ. Đấy, từ từ. Nói chung là chưa thể biết được. Tại vì có những món lạ rất là ngon. Quan trọng là nó phải hợp vị khán giả đấy đấy nhá. À, giám khảo đấy nhá. Được cái giám khảo nhà mình thì ăn gì cũng được. Không có thể không sợ. Bây giờ thì Bác Đệ sẽ chế nước sốt nhá mọi người nhá. Mình sẽ cần một ít nước
sôi để nguội như này. Đi ra một tí đi. Rồi, xong bắt đầu là cho có chia đâu? Chia đâu? Cái mượn tạm cái chia. Cho sườn lên tán trước nhé. Đúng rồi, tôi vừa sườn vào dán vàng đây mọi người ạ. Bên này đã xong một mẻ mực rồi. Đường đó. À, bạch tuộc rồi. Rồi. Trông cũng khá là hấp dẫn này. Mao đệ đang chế. Cho em cái đó chín xu vậy. Mao đệ đang chế nước sốt. Mình sẽ dùng hai lưng để chia đường nhé mọi người nhé. Hai chia đường. Với cả một chia tương ớt chín xu nhá. Cái thì phải có tương ớt này nó mới lên dậy màu. Đấy, màu lên được đẹp được mọi người ạ. Đấy là nó ngon. Ok. Một chìa. Kình hôm nay đong đó, đong đếm cẩn thận đấy. Nó cũng phải gọi là đẳng cấp. Đong đếm cẩn thận đấy. Một chìa. Một chìa thôi à? Một chìa thôi. Đấy, xong bắt đầu mình sẽ cho hai chìa giấm nước giấm gạo nhá mọi người nhá. Nếu mà mình dùng chanh trước ấy thì nó sẽ đắng, nước chanh nấu lên nó đắng mọi người ạ. Mình sẽ cho hai chìa giấm. Báo đệ vừa học. Đây là một chìa rưỡi rồi. Báo đệ học lỏm trên mạng là cái chắc luôn. Úi rồi. Tôi giật kinh. Hai chìa. Cẩn thận thế. Có cân sườn lên không? Quánh lên, quánh lên. Còn bên Tiến Vượng. Đâu có ít mắm nữa. Tiến Vượng thì đang đến công đoạn là dán sườn. Giả dụ như ví dụ như mình là mình sẽ ướp sườn trước. Mình sẽ không dán lên, tại vì ướp sườn để cho nó ngấm gia vị xong mới đảo lên sau. Hay để cho nó ướp nhỉ? Màu đệ đồng rất cẩn thận. Ủi, lại còn đo, đúng là đo lọ nước mắm đấy. Từ em phải giỏ bớt hai giọt xong rồi mới cho vào nữa cơ. Quá. Đấy, lọ 19 để đây đâu rồi anh nhỉ? À đây. 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 Đấy. Còn đây là bên món dâu bạch tuộc của bên Đạt Trò Săn nhá. Cũng khá là hấp dẫn đấy. À, nước sốt à? Không vào phát đỏ luôn. Bên này được cái lợi thế là sẽ dễ trình bày đẹp hơn nhé mọi người nhé. Dâu bạch tuộc với tôm sẽ màu lên màu sẽ rất là đẹp. Hai đội còn sẽ còn được một cái nữa, đó là sẽ vào vườn rau này có thể là hái rau, hái những cái đồ để trang trí xung quanh như nữa nhá. Tôm thì rất là nhanh chín, cứ yên tâm. Đỏ này nhỉ. Bên này sao rồi? Bên này vẫn thế. Lại cho cả xả. Xả thì hấp tiếp bạch tuộc mà mới thơm nhá. Bạch tuộc nào? À mực. Làm hai món à? Một món trên đồi, một món dưới biển à? Đấy, nó gọi là món hòa quyện của Lạc Long Quân, đầu cơ. tức là một món nhưng mà làm hai thứ gì? Cũng giống như bên này. Một món nhưng làm hai thứ đồ. Về đẹp thì bên này khả năng sẽ điểm sẽ cao hơn đấy mọi người. Tẩy dầu thì vớt ra đấy. Chục. Xong rồi tí nữa xếp sau.
Tôm thì chiên lên thì sẽ rất là đẹp đấy. Sẽ lợi thế hơn bên này. Bên này thì bên này Tiến Vượng với Mao Đệ chiên sườn sẽ rất là khó màu, lên màu đẹp. Nhưng mà tí nữa quan trọng là cái nước sốt của Mao Đệ đây này. Quan trọng cái nước sốt của Mao Đệ lên màu đẹp hay không là ở cái nước sốt đây này. Đây, mình sẽ trình bày lại cái món của mình, nhưng mà mình nhìn thấy thì đẹp thôi, nhưng mà khi đội nguyên cô đơn xếp vào thì mình không thấy nó, không thấy nó đẹp nữa rồi. À, cái rau sống. Nó dưới bắt rau sống. Quên. Không phải cái gì nhiều cũng đấy đâu, có thể làm vài con tôm tôm chín, vài con tôm sống xếp xen kẽ thì ngon hơn đó. Nhưng mà bọn nó đem đi chiên hết rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị rau sống. Đây, rau sống đây, trong này. Có thể vào trong vườn rau lấy bất cứ thứ gì ở trong. Những cái này là đều là đồ dùng chung và free hết. Nó vàng thì mình đó. Không vàng đâu. Vàng được. Quan trọng mình vào lấy màu vàng mà. Đây, cái chỉ như này thôi. Ừ, đấy. Là đấy. Đấy, nó vàng như thế đấy. Mao Đệ vẫn chưa chế xong cái nước sốt á? Chế xong rồi, em thêm ớt thôi. Ôi giời. Sườn anh em mình chỉ dán qua cái này thôi, nên màu đẹp là được. Dán qua thì chín bố rồi còn đâu. Chín đâu. Chưa chín á? Này chín rồi. Được, nói chung là cứ ăn ngon là được, không cần biết cái quá trình như thế nào. Người ta quan trọng kết quả mà. Quan trọng cái kết quả thôi. Học giỏi cũng như học dốt, ra trường kiếm được nhiều tiền là tốt, là ok. Quan trọng người ta cái kết quả. Còn quá trình thì không phạm pháp là được. Giờ mình sẽ nấu nước sốt này nhỉ? Nước sốt hải sản. Nghe cái màu không được trôi chảy cho lắm nhỉ? Nước sốt hải sản này mà nó thiếu tí bột xịt xịt. Còn thiếu? Thiếu nhiều lắm. Đổ dính dính nữa. Thôi được, cứ ngon và đẹp là sẽ ok hết. Còn bên Mao Đệ vẫn chưa xong cái món sốt. Xong rồi. Làm gì tiếp theo? Bây giờ là bắt đầu nấu luôn. Đấy, bây giờ là mình sẽ trình bày lại nha mọi người nha. Lúc nãy là mới chỉ là bước từ chảo ra thôi. Còn bây giờ mình sẽ không nói gì nhá. Tại vì không tham gia ý kiến luôn. Tham gia ý kiến là các đội hay thay đổi phương án đó. Vừa chê xấu ở bên kia xong, bây giờ bọn này nó làm lại rồi. Lại hoành tráng hả? Sẽ không tham gia ý kiến nữa. Lại hoành tráng rồi. Hoành tráng hết. Còn món nước sốt nào lâu đấy. Anh ảnh cho nó quyện tí đã chứ. Mà Đệ là cũng đang chế nước sốt. Sốt gì anh? Đây là thì nấu luôn rồi. Tí hành, tí tỏi. Tí hành tỏi. Dạ. Rồi sao nữa? Là cho vào nấu luôn. Ôi, nghe các đội nhóm nhằm lắm mọi người ạ. Còn Tiến Vượng đang đi vặt rau ở phía xa xa. Quên mất mình đáng nhẽ hôm nay phải cho một cái điểm sạch sẽ nữa, nhưng mà hôm nay hai đội đều sạch sẽ, thế nên là ngang nhau. Món ăn sạch sẽ. Thì anh tỏi thơm rồi nhá mọi người nhá, bắt đầu cho cà chua vào. Đảo cà chua nát đi rồi bắt đầu mình cho sườn vào mọi người. Đảo. Thế còn cái bát này để làm gì? Chuẩn bị. À. Ôi nghe trăng ngàn. À cũng đây. Đấy đấy. Bắt đầu lên màu ở đây em ạ. Còn bên này nước sốt bên này nào, nhìn toàn mỡ thế này. Ui hải sản nó có nhiều mỡ thế.
thế này. À, cũng sốt sệt đấy chứ. Đấy là chanh đấy, chanh đường đấy, mỡ đâu. À, bên này là một người nấu và một người đang trang trí. Còn bên này cũng thế, Tiến Vượng đang trang trí. Còn Mao Đệ thì đầu bếp. Ai à? Ê, nhiều nước quá, thành luộc mất rồi. Sao cô lại nhỉ? Cô cái gì? Không, ai nấu cái này chẳng phải cô lại. À thế à? Được à. Nghe có vẻ hấp dẫn dần rồi đấy. Nó mới quên vào cuộc cái thi này. Đang khá là gay cấn rồi mọi người ạ. Mình thấy bên nào cũng ngon, bên nào cũng đẹp. Đấy. Bên này cũng nhìn cũng đẹp rồi nha, ngon thì mình thấy cũng ngon rồi. Nhìn thì thấy ngon rồi. Còn bên quan trọng là cái gia vị và cái cách thức để trình bày món ăn nữa. Đây là cung nhỉ. Cung đoạn này là phải có kinh nghiệm đầu bếp đầu bếp mới làm được cái món này mọi người ạ. Đây ngâm ớt vào nước cái kia. Đây đây là dấm. Mình sẽ ngâm mà để nó nở thành hoa này. Ngâm mà để nó nở thành hoa này. Nở hoa. Được, nghe có vẻ ok đấy. Thuận mắt rồi đấy. Nước sốt này à mà thôi mình không hỏi mà mình không kiên nữa nhá. Không các đội phát hiện hết. Mao Đệ vẫn đang cắm cúi. Ừ, đúng rồi nhỉ, nó cô lại nhỉ. Anh ạ. À, ghê đấy, ghê đấy. Đấy. Nhanh lên, cứu cháy, cháy. Sao vắt chanh nhỉ? Cháy làm sao được anh, nó còn nhiều nước sốt lắm. Cho ra rồi sao lại vắt chanh nữa là sao? Vị chanh tươi nó mới ngon rồi mà, mới là vị chanh thật. À. Trời ơi, đời á. Ai, sụt thịt nè. Ôi dồi ơi, ăn miếng nào nó ngấm gia vị vào mồm mình đấy. Cũng muốn nếm thử lắm rồi đấy mọi người. Màu đẹp hết đấy nhỉ? Đấy. Đẹp. Màu đẹp màu việc đấy. Màu khá là đẹp nhá. Tại Mao Đệ cứ thích cảnh những cái món chua ngọt, chua nên. Ngon đấy. Bây giờ anh em mình sẽ cho dấu mực vào hấp. Mực hấp, chuẩn đấy, hải sản thì cứ phải hấp. Món hải sản phải hấp nó mới ăn được đúng vị của nó mọi người ạ. Hấp ngon rồi. Nhất. Lấy vung chúng rồi. Đây. Mình đoán là bên này dùng mực để trang trí cho sườn. Kéo mà món phụ lại ngon hơn món chính nhá. Không, món chính vẫn là món chính. Món phụ chỉ để trang trí với ăn gọi là điểm tâm. Đấy, xong chín rồi mọi người ạ. Phải vắt thêm một ít chanh nữa nó mới ngon được mọi người ạ. Chà, nghe hấp dẫn chưa? Đấy mọi người ơi, thấy bánh tuộc của đội mình làm đã chín rồi nhé mọi người nhé. Tầm này cho ra là chín ngon rồi. Để lâu quá là cái bạch tuộc để tủ nó cũng hay nấu mọi người ạ. Mực, bạch tuộc cái gì? Mực. Cái kiểm ấy, gọi là cái kiểm. Tay nhấc được. Nhấc hẳn cái này ra. Cho bây giờ và cho trang trí vào đĩa luôn. Các bạn đây không trang trí vào đĩa. Trời ơi. Đấy. Đây là 5 cái tên lửa. Ok. Sao? Cho tí này không? Điều nghệ chưa? Cho một ít vào đây. Đấy. Nó mới sột sệt, nó mới ngon được mọi người ạ. Đặc cấp luôn á. Ngon chưa? Hấp dẫn chưa mọi người? Thôi cho vào nhé. Đấy. Bạch tuộc tên lửa nha. Mực. Các ông kia nó cứ thèm bạch tuộc ở bên kia. Cứ bạch tuộc. Bên này
trang trí cũng khá là ok nha mọi người nhá. Món hai trong một, sự kết hợp giữa biển cả và núi núi non. Chết. Có ai thích ăn chanh không? À, vậy là hai món của hai đội đã xong rồi nhá mọi người nhá. À, món bên này còn dưới nước sốt nữa. À, nghe có vẻ nó là như thế, có vẻ hấp dẫn đấy. Mỡ quá. Mỡ gì? Đây là đường nó sệt vào đấy, không phải mỡ đâu. Chứ dưới nghe có vẻ đấy thế nhỉ? Thế rồi, dưới thế thôi. À, mình đang rất là xót ruột rồi. Okay, okay. Đang rất là nóng lòng để thử hai cái món này. Nói chung là hai đội hôm nay gọi là đầu bếp xịn đấy. Ngon, đẹp. Bây giờ mình sẽ test cái món ngon trước. Hải sản trước. Hải sản trước, núi đồi và hải sản sau nhá. À, bên món của Nguyên Cô Đơn và Đạt Chó Săn bao gồm có dâu bạch tuộc này. Đấy. Dâu bạch tuộc. Cái đấy thì không phải chấm rồi. À, từ từ, trước khi nếm lại thì phải xét về cái độ đẹp trước đã nhá mọi người nhá, trình bày trước. Tại vì nếm nó sẽ bị hỏng mất. À, về điểm trình bày sẽ có 3 điểm là điểm tối đa. Điểm đẹp là 3 điểm nhá. Và điểm ngon sẽ là 7 điểm. Về độ đẹp của món của bên đội Đạt Chó Săn ấy, thì mình thấy là sắp xếp bố cục thì khá là hợp lý đấy. Nhưng mà nó hơi rườm rà một chút. Hơi rườm rà một chút ở chỗ là nhiều, cái gì nhiều không phải nhiều là cũng tốt đâu. Nhiều khi, nhiều khi đơn giản là nó cũng nó sẽ ok hơn đấy. Về độ đẹp ấy thì đây là những cành rong biển này. Hôm đang bơi ở bên vẫn đang bơi ở biển mà anh. À, rong biển nhưng mà rong biển thì đại khái khi mình trình bày khi mình sắp xếp ấy nó chỉ cần hiểu ý nghĩa thôi, nhưng mà rong biển là hơi nhiều, hơi thừa thãi. Về phần trình bày thì mình sẽ chấm thang điểm hai điểm thì hơi cao. 2,3 điểm trên 3 điểm cho về phần đẹp nha mọi người nhá. 2,3 điểm. Bây giờ sẽ đến cái phần 7 điểm là phần ngon. À, chất lượng món ăn sẽ như thế nào đây? Mời tất cả mọi người nhá. Chanh gì? Dài đi. Giòn thế. Thế miếng. Ngon không ạ? Ừ. Chấm được bao cái này. Được, rất là ngon. Nước sốt cay. Khá là đậm đà. Nếu mà chấm nữa thì nó sẽ quá vị mất ạ. Rất là ngon. Thử thử tôm. Tôm. Cái nước chấm này là chủ yếu bọn em làm ra là để chấm tôm. À, chấm tôm à? Mình sẽ thử một con tôm nhá. Mình đang định không thử tôm đâu, nhưng mà thử xem là cái độ chín của nó như thế nào, và chín tới hay chín quá. Thôi khéo chín tới. Thôi khéo chín tới. À, về ngon thì đội Đạt Chó Săn sẽ được thế này. À, hơi khó quá nhỉ. Anh ơi, em góp ý kiến. Ừ. Cái món này tôm thì vẫn đẹp, giữ nguyên cái đẹp của nó. Nhưng mà có món bạch tuộc làm xấu vẻ đẹp của nó đi nhiều á. Thì thế mới chấm thang điểm chấm 2,3 điểm về độ đẹp rồi. Như hiểu bọn em á, bạch tuộc lúc nhìn lúc đầu nhìn xấu. Mực. Mực. Sau bây giờ nhìn nó phải đẹp hơn một tí. Từ từ. Về thang điểm đẹp ấy, sẽ được 2,3 điểm trên 3 điểm rồi. Về độ ngon ấy thì sẽ được 6,4/7 điểm. Uầy, thế là ngang với 9 ấy. Đấy, ngang với 9 luôn đấy. Ok, món này khá ok nhá. Tổng điểm sẽ là 6,4 cộng 2,3 bằng 8,7 điểm. 8,7 điểm cho món ăn của bên Đạt Chó Săn và Nguyên Cô Đơn nhá mọi người nhá. Đó. Nếu mà trình bày đẹp nữa thì những cái bạch tuộc này thì nên cắt ra rồi xếp xung quanh tạo hình cho nó thì sẽ được điểm lên đến 2,7. Đấy. À, tiếp theo đội của Mao Đệ. Đội của Mao Đệ và Tiến Vượng. Đây là một món ăn khá là dân dã nhá. Sườn xào chua ngọt.
Sườn và... sườn tên lửa. À sườn tên lửa, sao lại gọi là sườn đấy, tên lửa? Năm cái tên lửa đây. À năm cái tên lửa đây. À đấy, ngon quá sao mà ruồi nó đến này. Bây giờ mình sẽ xét về độ độ đẹp và của bên Mao Đệ nhá. Nói chung là mình chấm sẽ đại khái thôi. Mọi người có gì thì cứ comment ở phía dưới nhá. À về độ đẹp ấy thì cũng lại mắc một cái như kiểu đội đặt cho săn. Đó là hơi rườm rà một chút. Nó không rườm rà bằng bên kia. Đây rất khá là rườm rà này, rau rất là nhiều này. Nhiều rau nó nhiều, cái gì nhiều cũng không phải là tốt đâu. Giả dụ nhá, nếu mà sắp xếp cái này anh sẽ đổ một bát đấy dịch lên đây. Năm cái con này xếp thành cái đuôi. Đó, xếp thành cái một cái vè đuôi và chỉ thêm ba hai trái ớt mỗi trái một bên và ba cái lá ở hai bên thôi sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đó, đúng không? Chuẩn không? Đấy. Nhưng mà nhìn nó còn gọn. Về phần trình bày thì bên đội Mao Đệ sẽ được 2,3 điểm. Cũng 2,3 điểm bằng đội bên này nhá. Đáng nhẽ ra là không bằng được đâu. Không bằng được đâu. Tại biết tại sao không? Vì bên này màu của thức ăn nó đẹp hơn màu ở bên này, đúng không? Màu thức ăn sẽ đẹp hơn bên này. Nhưng mà bên này là đang chấm là ưu tiên cái là không phải ưu tiên mà tức là về cái phần không được, không thể ưu tiên được. Bên này chỉ được 2.2 điểm. 2.2 điểm. Thua bên này là cái chắc chắn luôn. Nhìn bên này cũng lè xè, bên này cũng lè xè nhưng mà bên này do là màu thức ăn đẹp hơn. Cái đấy là do may mắn từ lúc bốc nữa. Và bên này thì màu thức ăn xấu hơn là chắc chắn rồi đúng không? 2.2 điểm. Đấy. Và bây giờ sẽ xét về độ ngon của đội bên này nhá. Đây là một miếng sao, lấy miếng ngon nhất đi. Đấy, chịu ống ấy. Đấy. Sườn xào chua ngọt. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon mọi người ạ. Ngon. À, chỉ có điều cái là rán hơi khô một tí. Nhưng mà vẫn rất ngon. Tùy cái mỗi... sườn nó ít thịt ấy. Ít thịt thì phải rán ít đi thôi nhé. Nhưng ngon không anh? Phải chín ngon đấy ạ. Những cái món thịt thiết là chín. Không, chín tới là đẹp rồi. Tại vì sau mình còn xào cái kia. Mình chỉ chiên qua thôi đúng không? Đấy, ngon. Còn về phần mực nhá. Ờ được, con to cũng được, con nào cũng được. Mày nó bị nhạt không ngoài dài ấy. Ừ đúng rồi. Mực mày nó bị nhạt. Bên này nhạt. Nước chấm mực đâu? Phụ mà anh. Sao ai phụ? Phụ mà. Đây là ăn kèm với cả cái này mà. À, chấm với cái này à? Vâng. Không được, không được. Món phụ mà cho đẹp thôi. Nhưng mà dài quá. Đúng rồi. Ngon thì có ngon nhưng mà thiếu cái nước chấm thôi. Ý ra kể cả món phụ thì giả dụ như món chính không cần chấm đúng không? Thì phải có món phụ để chấm. Giả dụ người ta muốn chấm rau thì chấm bằng cái gì? Ui, chấm rau ăn với cái này hả? Ừ. Thế chứ. Chấm mực, mực thì chấm với cái gì? Đấy, chẳng hạn chấm ớt hay chấm chanh. À, về độ ngon nhá. Thì sườn xào chua ngọt. Ok, ngon. À, về phần mực thì thiếu mất cái rồi, thiếu mất nước chấm là thứ nhất, thứ hai nữa là cái mực hấp là bị quá. Đấy, mọi người nhìn là cũng biết là bị quá rồi. Mực để tủ lạnh nó thế. Không. Hấp bị quá ăn nó kia rồi, tí nữa ăn thử mà xem. Bây giờ nhá. Về phần ngon, đội Mao Đệ sẽ được 6.2 trên 7 điểm. 6.2 trên 7 điểm. Đấy, tổng số điểm của đội Mao Đệ sẽ được 6.2 cộng 2.2 đó là 8.4 điểm. À, đội Đạt Chó Săn được 8.7 điểm. À, phần thắng sẽ nghiêng về Đạt Chó Săn, đội Đạt Chó Săn nhá. À, và cái phần thưởng đó là 10 triệu đồng sẽ dành cho đội chiến thắng. Nhưng mà mình luôn luôn sẽ có một cái gọi là mình cũng không phải là giám khảo duy nhất ở trong cái video này mà sẽ nhờ tất cả mọi người comment ở phía dưới. Tức là sẽ comment thật công tâm nhá, không được gọi là ưu ái Mao Đệ hay là ưu ái Tiến Vượng để chấm bên này ngon hơn, không được ưu ái Đạt Chó Săn hay là để ưu ái Nguyên để chấm cho bên này cả. Mọi người hãy chấm một cái công tâm. Rồi,
À, mọi người có thể nhìn kỹ hai món này nhá. Món nào đẹp hơn? Đấy, bây giờ sẽ xét về độ đẹp để tính tính số bình luận. Mình sẽ mọi người sẽ hãy bình chọn cho đội Mao Đệ số 01. 01 nha mọi người nha. Đội Đạt Chó Săn số 02, mình sẽ 02. Sau 2 ngày mình sẽ tổng hợp những cái bình luận đó và sẽ trao giải lại, không phải trao giải lại, tổng hợp cái bình luận đó. Nếu mà số bình luận dành cho đội Mao Đệ nhiều hơn thì số tiền 10 triệu này, tức là bây giờ đội Mao Đệ đang thua. Đội Mao Đệ đang thua 0, mấy điểm nhỉ? 0,3 điểm. 0,3 điểm. Thì đội Mao Đệ sẽ cần số bình luận sẽ phải hơn đội bên đội Đạt Chó Săn 30%. Thì sẽ tất cả số tiền 10 triệu này sau 2 hôm sẽ trao giải lại cho bên đội Mao Đệ. Còn hôm nay mình sẽ tạm thời giữ lại cái khoản tiền 10 triệu này để 2 ngày nữa mình sẽ tổng hợp lại số bình luận. Là dụ số bình luận của chỉ cần bằng nhau thôi. Đội bên Đạt Chó Săn bằng đội bên đội Mao Đệ, tức là số bình luận 100 bình luận vote cho Đạt Chó Săn thắng, 100 bình luận vote cho Mao Đệ thắng thì bên Đạt Chó Săn sẽ giành phần thắng. Và đội Đạt Chó Săn mà 70% 80%, 80 comment dành cho đội Đạt Chó Săn và 100 comment dành cho đội Mao Đệ thì đội Đạt Chó Săn vẫn giành chiến thắng. Tại vì tại vì sao biết không? Vì bên đội Đạt Chó Săn đang hơn điểm đội Mao Đệ khi mình chấm trực tiếp ở đây. Đó. Sau 2 ngày mình sẽ tổng hợp lại và sẽ trao thưởng lại về cái ẩm thực sinh tồn trong vườn rau này nhá mọi người nhá. Nếu mọi người thấy video của anh em mình hay, nhớ để lại một like, một share, một comment, một đăng ký kênh ấn chuông bên cạnh nhá. Nhớ bình luận cho đội Mao Đệ mã số 01 bên dưới, mã số 02 đội Đạt Chó Săn nhá mọi người nhá. Chào tất cả mọi người, phần thưởng sẽ trao vào video 2 video sau nhá. Video tiếp theo và video tiếp theo nữa thì mình sẽ trao thưởng nha. Chào tất cả mọi người. Bye bye mọi người nha.